Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái vừa bị khởi tố tội danh mới. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tội giết người thay vì hành hạ người khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào ngày 22 tháng 12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé gái suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay chân, đồng thời trói bé trong lúc dạy học. Sau khi con gái tử vong, chính Nguyễn Kim Trung Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera công an quận bình thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu camera hiện cơ quan điều tra đã đưa camera đi giám định và đang chờ kết quả